Mọi người đã quay trở lại kênh YouTube Lộc Bay. Và anh em mình lên một bộ cầm đùm liền cho em 100 nơi xuống bên cầm. Và đây là một bộ đùm Igawa. Đây là đùm lớn, nó khác với cái đùm nhỏ mà mình hay làm đây. Tại vì đùm nhỏ là nó tạm thời đứt hàng, vậy đó mình không có thể bán nữa. Giờ là chỉ có thể là đùm Igawa loại lớn, đùm lớn size cầm sao là 149, chứa là 184. Đây đùm Magom và cầm Racing Boy 149 và 184. À, đây là một hàng gắn như zin, không mình không cần chế cháy hết, là Negoshi. Và đây một cặp vỏ pilot mới nữa, pilot set. Đây, đây là cặp pilot. Đây vỏ không vuột, size lớn nha mọi người. Tại size này nó không có loại vỏ có vuột, này hàng không vuột. Rồi, chào mọi người nha, để xíu nữa mình sẽ quay lại cái cảnh mình gáp xong cho mọi người coi. Rồi, vậy là đã xong một bộ cầm lùm liền cho 150 nha mọi người. Đùm mở gom, cầm mở Racing Boy, mở gom luôn. Và niền là Goshi, hãng theo xe. Và một cặp vỏ pin lót Michelin Pilot Jet nha mọi người. Đây, gai đẹp. Đùm sáng bóng cho 150 gắn như zin. Nghe bánh sau, bánh trước, bánh chỉnh. Rồi, nay là mình sẽ đi giao và giáp tận nơi cho anh khách ở dưới Long An, Tân An luôn. Rồi, chào mọi người nha. Đó,